Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt ở một cái sân của cái khu chung cư tại Hà Nội ạ. Tôi đang xem và mua một chiếc xe Kia K3 2022 quý vị và bạn nhé. Đây, đồng hồ công tơ mét đây. Tôi quay trực tiếp lúc mua xe cho quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe này đã chạy được 17.000 km quý vị bạn nhé. Đấy, 17.000 km này là công tơ mét chuẩn quý bạn nhé. Chủ xe vừa mới thay dầu bảo dưỡng lần thứ 3 tại hãng. Chiếc xe này là full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, gần như là cũng chỉ mới thay dầu, thay lọc dầu thôi. Còn về chiếc xe thì như một chiếc xe mới luôn quý bạn nhé. Chưa có một vết xước, chưa có một cái vết sơn nào cả. Đây, tôi quay qua cho quý vị và các bạn cùng xem. Biển số Hà Nội 30H64214. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2021, đăng ký tháng 1 năm 2022 quý bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Kia K3 phiên bản 2.0 Premium đây quý bạn ạ. Đấy, động cơ này, các thứ là nguyên bản. Mua như thế nào là tôi quay như thế vậy quý bạn nhé. Chủ xe còn đang đứng bên cạnh tôi đây ạ. Đấy, tôi quay để cho quý vị bạn thấy được là nó còn nguyên bản. Sau khi tôi mua xong chiếc xe này thì tôi sẽ về, tôi sẽ rửa ráy sạch sẽ, thì tôi sẽ làm video cụ thể và báo giá trực tiếp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy chờ đón tôi quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.